Lần này thì hai vợ chồng mình đi Vegas với đám hai lúa thì mới check cái thẻ căn cước xong rồi ID với cái vé máy bay, thì giờ đang chuẩn bị vô check hành lý và gặp mọi người ở trong đó. Cái lại có vẻ hơi bị dài. Dạ, chào mừng. Mọi người lần này 8 người đi thì mấy người kia vô trước rồi, giờ chỉ còn tụi mình đang ngồi. Giờ check xong đi vô gặp. Mọi người cũng chờ cũng lâu quá nữa. Wow, còn lại còn quá dài luôn. Nó phải bỏ đồ xong rồi check. Này là chắc khoảng 20 người nó mới tới mình. Giờ đang kiểm tra hành lý vẫn còn, trời. Người thì nhiều mà máy kia thì không có. Mới check in xong rồi tụi mình đi vào đi vậy. Nhưng mà quên chứ, mấy người đó ngồi bên đây nè. Họ đang ngồi bên đây chờ mình. Giờ qua meet up với mấy người bạn. Đây là cái quán bia quen thuộc, lúc nào cũng tới đây uống. À, thấy rồi. Quán bia quen thuộc. Hello, hello, hai bốn sáu bảy chín người. Thôi đợi mấy món rồi kìa. Gặp mọi người xong thì order đồ uống và đồ ăn. Và mình order cái burger cho cái ấy nữa nè. Mình rất ly bia. Rồi Vĩnh với Phát uống bia à? Làm ly chứ. Lên đó cũng uống bia à, lên trong máy bay á. Giờ anh Lâm 25 tỷ đô mà ông đẹp. Xuống phải coi cái đó chứ đợt này. Cái bà cậu á. Mới xây đây luôn. À. Đây cái chai bia của nó 20 đồng nha. Yeah. Nó bán đủ trong đó hả? Ngoài cái là nghe nó mắc lắm, không đơn giản đâu. Ôi chu cha mẹ ơi. Mắc ớ người luôn. Chính. Bây giờ chuẩn bị là có dầu cái clip á, cái loại chiêu quay wifi rồi đó, cái đó anh Long để lên đó. Cái burger. Nhưng mà hồi xưa cái đó ở đâu vậy, có một cái tờ toàn 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 mà cứ đen hết luôn đúng không? Cái đó hai ba năm trước vậy. Cái đó mà con kiếm đó. Lâu lắm mà nhịn lâu lắm, đỡ 3 năm rồi đỡ lên. Tại đó dân chúng mới xìa đầu đi. Mà hay lắm nha, cái lá đó. Trời, cái lá mà này, cái lá nó chiếu cái ánh sáng mặt trời chiếu xuống cái lá đó. Nó một cái lá đúng không? Cái lá hôm đó là nó méo. Tại chỗ xìa đồ, tại xìa đồ là nó cách. Nó cách được cái cỡ mấy độ cho nên là cái hình đó nó không tập rồi. Lúc mà đang bàn về cái nhập tập toàn phần. Phải phải phải
đeo cái gì đó, lấy cái gì đó để lên trên này là con. Quán này lúc nào cũng ăn. Ngon. Này, dạ mình ý bà Thảo bé ấy Long Vĩnh Phát làm mấy phát nó cho hết cái bánh luôn. Chi phí đầu tiên mới ngồi ăn xíu là hết 143 đồng, chưa tính tiền cò đúng không? Chưa tính tiền chip đúng không? 140 mấy đồng là 3 triệu mấy. Thế là đã tới gây DA 6:80 là boarding. Còn xíu nữa. Còn mấy bà phụ nữ đang điệu. Biết làm trò gì đây? Để coi làm. Một, hai, ba, bạch ra. Một, ba, bánh ra. Bánh ra, bánh. Ê, sao nhìn ghê quá vậy? Đứng né né ra một xíu. Chắc có khoảng cách á. Rồi, dạ. 2, 3. Đều rồi đó. Lần này là đều nha. 2, 3. no, we good. Thank you. Thank you. Đây là mọi người đang check in đi vào. Thì bởi em nói đó. Cho đi trước đi. Đủ số lượng chưa? Không mà như là con Nancy nó đi với ông phi công nữa. Em không thuận với ai đó câu nói nào. Đúng không?
Giờ mọi người đã lên ghế và ổn định chỗ ngồi. Hello. Mập ngủ, mặt mập lắm anh ơi, nó chuẩn bị ngủ á, đừng có quay mặt cái đồ. Nhà này ế nè mọi người. Kêu lên ngồi với phi công xong chịu. Ngồi ở đây. Ôi, quay mặt này quá cận. Full book hôm nay. Review ghế nè. Ghế người ta đi xuống Las Vegas nhiều quá nên được upgrade lên ghế da mới xịn sò bây giờ. Ngồi êm, rộng. Mới remodel lại. Rồi là mới remodel ghế lại nhìn lạ quá trời. Ghế da. Ở đây scan để vô wifi của nó nhưng mà mọi thứ trên đây đều phải trả tiền. Uống nước, ăn bánh thì cũng phải trả tiền tại vì nó chuyến máy bay này đi rẻ tiền. Nên mọi thứ chi phí gì trên đây nó đều bắt buộc phải trả tiền hết. Bay một tiếng mấy thôi. Đó, sau một tiếng 45 phút thì đã sắp hạ cánh xuống Las Vegas. Đây là Las Vegas lên đèn. Thành phố không ngủ. Bên xa xa kia đèn đẹp quá trời. Tính ra mình đi lúc nào cũng ngồi gần cánh máy bay á. Rồi chuẩn bị hạ cánh. Phi công lấy hay hay không là lúc này nè, hạ cánh của anh mà nói không. Hạ cánh và em là phi công có kinh nghiệm. Crowd transportation ở bên kia. Máy bấm. Game machine. Ra đi thẳng. Cái này nó cao trời, cao mình cái đầu đứng tới dài nữa. Nó cao nó mình đứng tới chưa tới dài nữa luôn. Đi được còn 5 phút từ chỗ đáp sân bay ra, giờ sắp ra chỗ xe rồi. Xa xa kia thấy cái sphere rồi kìa. Đó cái bãi cầu tròn tròn đó. Này đến chụp hình rồi. Đây. Ủa sao mấy cha rồi?
Rồi, vô phòng, mở phòng, check in. Đổi phòng đi. Vô check in phòng coi. Ô, phòng này ghê ta. Mở mở đèn, mở đèn, bấm đèn lên. Ok thôi. Rồi. Thì ai giữ thẻ đưa qua đây. Đây mẹ đổi thẻ nè. Đổi thẻ. Nè. Nè, đưa phiếu nè. Đây nè đó. Em đưa chìa khóa cho anh Lộc anh ấy rồi đó. Rồi đưa đây, rồi. Đi. Đưa cô anh. Rồi em. Để ba ly lại đi ơi. Lên luôn kia vậy. Ủa, có ba ly của mình đâu? Ủa, ai biết, chích mày thôi. Đây nè. À, đây nè, nhỏ đây nè. Rối loạn đời hình. Đây vô. Rồi cho 30 phút break time, 20 phút thôi. Đi luôn. À, đi luôn, đi luôn, đi luôn. 991. Đi có 30 cửa. 30 cửa nữa. Ăn nhiều phòng cho người khác giờ mới đi xa hơn. Chắc cuối luôn quá chứ gì nữa. Giờ đi kiếm đi xuống phòng nhờ phòng gần nhất cho mấy chị em phụ nữ. Rồi 991. Để coi có cài thẻ vô sáng này không? Xin cho vào nha, xin cho ở tạm 2 ngày. Mình đã gần luôn à, cái view mình đẹp hơn à. Ê, đổi phòng hả? Của tụi mình cái view đẹp. Tự nhiên nó để cái bảng in and out này quái thiệt chứ. Nó mất luôn đi. Rồi vậy tính ra cái tụi mà ở Westin đây là nó nhìn ra thẳng luôn. Ủa, cái thằng tụi khách sạn nè, nó mở cửa ra nó lấy rồi. Cái cầu gì kìa? Cái bo gì kìa? Đẹp hả? Ở cái spear. Aston baby gì đó. Đó là cái đó đó. Ê, qua chọc mấy người đi. Đẹp quá ha. Ê, đó. Mọi người giờ tới cái quán Chubby Castle đây để ăn trời Mongolian hotspot. Đi đâu cũng tới ăn lẩu á. Ở đây có Happy Hour Monday tới Thursday. Là thứ hai tới thứ năm 9:30 tối tới đóng cửa 12:00 là happy hour. Ủa cái gì vậy? Ông chở đi chở đi đâu ai biết mà nó sao tưởng đâu tới giờ mới tới. Trời là trời. Family là 1 tới 3 flavor. Nè, 1 tới 3. Good for, là 3 là mình ăn cái mỗi người một bát ngon hơn. Cái gì là mình nhúc chung. Individual đi. Ok. Nói lại. Anh con bò quá mấy. Coi nè. Cái này ăn theo kiểu gia đình thì 1 tới 3 flavor là vị cho family party.
Rồi individual là mỗi người một cái. Bữa nay đúng rồi, bữa nay thứ sáu. Friday, nó có, nó có Monday to Thursday. sau khi chọn combo đồ ăn xong thì mấy anh em đi qua mix đồ trắng. Giờ là 12 giờ. À, công thức mỗi thứ một ít. làm đại thôi. Này có sữa, có đường, có sriracha, lemon oil. Đầy đủ luôn. Cái đó cái gì mà đặt kia? Oyster sauce. Này pha, ủa pha mấy chén rồi. À, còn cái này là đồ ăn trong xe gì. Bé nó vô nó kêu mấy anh order cái là này 4 combo 4 người rồi ngon. Nhanh gọn lẹ lắm. Nè em lấy gì vậy? Garlic. Vừa thôi nha, pha phải pha cho lắm cho về tiền luôn. Ờ, súp ra rồi. Rồi. Yeah, one of them, three of them and the red, the spicy for me. Okay. Trời ơi, của mình đỏ chén đầu tối ăn về nấu. Open down for Octel. Massive rock. Đó, đây là súp của mình. Súp cây. Để gì đâu hả anh? À, cái này là chén nước chấm của mình. Rồi về nó chấm gì đây không? Bỏ thứ công thức. Ê xì đông. Trời ơi. Quá ngon. À, thứ thiếu gì á? Thứ thiếu gì? Rồi nó khác cái sốt bên kia nha. Thứ thiếu gì á? Ủa bên này đứa cây. Bên này, bên mình nữa. Bên đây ta đũa xịn xịn sò mình. Còn bên đây đưa cái đũa ra coi đũa chung đâu. Bên em là đũa cây. Còn bên đây ta đũa xịn sò. Bị đối xử. Này là chén nước chấm của mình. À, thử coi thử. Thôi thấy cái này chưa? Trời ơi, đỏ lét. Thôi, uống rồi á. Ngon. Ngon, mỗi thứ một ít cũng ngon. Trời ơi, vậy? Của em hả? À, ưu ba giùm. Đó, có rau rồi kìa. Đắp bắp à. Đã vậy bên đây được free 4 cái nước uống nữa. Bên đây được free. Ủa? Anh kéo đồ mấy à? À,
Cũng là cái khói tiền này nữa. Giờ chơi uống đồ mát vậy. Được khói bốc lên cao. Đá đá khô á. Sparkling water me. Bên kia chưa có đồ ăn. Leo. leo. Nó kêu cái nước này nó sẽ chậm sôi hơn là cái nước kia. Tô rau, tô nấm. Anh em mình vô nước cái, 1, 2, 3 vô nước cái nè. Chưa có rượu, chưa có sake, vô nước trước. Vô. Nước cam hồn, trời ơi. À, bên đó có khói không? Thổi. Đi cho ăn chay. Trời, bên đây thiếu trứng cút hay sao mà ăn trứng như vậy? Ăn kia gì mà trứng quá trời trứng vậy? Tim này tịch tâm. Mà kia trứng quá trời trứng. Không ăn trứng cho nó bổ đó là vitamin. Thì khe phổi hết. Hot sake. Thank you. Dạ đưa nguyên chai cái này uống được. Ồ, cái này muốn chỉnh lên được nha. Có xấu à, mát là xích à. Thấy rồi, nó buồn đấy. Dạ, thử sake vô nè. Nóng. Hồi xưa, ủ chú gọi gì nhờ. Dạ, chà. Ôi. Chị ghét nha. À, chà kìa. Rồi bỏ đồ vô. Bên nắm chọn combo mà. Cũng giống nhau về đặt kia kia. Xem. Mà mình không biết mình có Wagyu hay không. Như có với combo có chứ. Nó còn giữ cái combo không? Giữ cái tờ giấy combo không? Chứ nó đưa ra mình có biết mẹ gì không? Bỏ vô, bỏ. Nó gấp được, cứ để đó đi. Cho tiếp nữa. Gì, tao bỏ có 2 con hả? Lấy đi. Em không có tập đâu. Bỏ vô. Đồ bò nè. Thì nó ốc theo mà. Không, ốc theo là cái nước thôi. Đồ bò trong đây luôn. Nó phải y tính chứ. Ở đây, đồ bò đâu á. Ồ, rất đuôi luôn nè. Cái nó hầm lâu á, nó hầm rục luôn rồi. Vậy mà mới ngon á, vậy mới ăn á, cái tiếng nữa mới ăn. Okay, here is a beef and lamb combo. Oh yeah, wow, thank you. Okay. Thấy bạn đàn ông không nữa kêu con nhỏ ra chào liền ha. Không biết con nhỏ ở Việt Nam đi người. Mà không chắc ông. Tí nữa qua hỏi nè, personal là đi. Không rồi. Thank you. Cái package đó 279 đồng. Wow. 269 hay 79 là mà include cái súp luôn chưa hay là cái đồ trước hết luôn á, tính muốn được đồng tiền súp đánh mẹ cướp giật à. Đấy thì cũng giống nhau mà, nhưng mà khác đũa thôi.
Một đôi đứa cũng không nói lên được gì. Giống nhau, giống nhau. Giống là đi theo không có chết rồi. Giống nhau mà. Giờ gắp bò bỏ vô lẩu. Ủa, cái miếng bò bự vậy? Không, ăn nguyên miếng luôn. Trời ơi, nó giống như miếng giấy rồi. Cái lá cây á, nhìn miếng cây. Cho nó vô. Mà thử một ít. Được chứ? Được. Được. Trà bò soi. Rất ngọt. Trà cái soi. Bò, cái bò giống lẹ nha. Ừ. Cái bò mà giống lâu quá là nó già. Nó cắt nha. Is it A5 Wagyu? Yeah, A5 Wagyu. There you go. That's a good one. That's it. Okay. So here's the eye. When you guess is that one, you can dab the eye first and the penis so just give me like 3 to 5 seconds of it. Okay. So dip it in the... Okay. So dip cái này, dưới này, xong bỏ vô này. Thôi, đừng đụng nó giống như trứng. Ừ. Ngán lắm. Mà đi lai đó, em đi lai đó luôn á. Món này ở trên Seattle không có nè. Đây là A5 và quán gì có con trâu á. Cái quán Hibiki, quán hồi bữa em mới ăn đó đúng không? Hibiku gì đó hả? Hibiku gì đó. Y chang luôn. À, Niku. Niku đúng rồi, Niku hôm bữa mới ăn. Ở bên Bellevue quá, bên Bellevue. Giờ sao rồi, chấm ăn. Giờ nó ta tả vậy rồi nè. Rồi tiếp vô cái shot đây. Đi đưa sót của mình rồi. Đã chưa? Mê chưa? Đấy, sót tuyệt vời luôn. Pha pha xíu xíu mà ngon. Cay không? Không. Nó tưởng đâu cay nhưng mà không cay lắm. Giang nó không cay. Giờ lấy thêm thịt nha. You order the bone marrow? Bone marrow, yeah. Right here. Yeah. Bánh xương nữa nè. Bánh xương, bánh xương. Bánh xương, bánh xương. Thank you, that's it. Thank you. Rồi thêm hai cái phần xương. Ui, chu cha mẹ. Ui. Thơ mình xe cho mấy bà không? Ok. Mà không kỹ nó đẩy ra, nó không được ra lại câu á. Trời ơi, phần ơi. Má một phần nó kinh vậy. Tối nằm mơ luôn á. Lắm, lắm. Bỏ vô, quất. Nóng, nóng. Lắm. Cho là nó ăn lắm. Rồi, rồi. Này reaction thứ ơi. Quất vô lắm. Má cho Hồng Miễn nè. Hồng Miễn không? Không. Béo không? Béo không? Đâu. Béo. Và này reaction nữa coi. Lấm lấm lấm. Không. À vứt. Nóng còn nóng, còn nóng. Nóng không miền luôn. À thì tới mình. Đưa camera em. Dạ. Ăn cái này là ra con trái con trai hai đứa luôn. Lắm. Sức khỏe dồi dào. Trời nó béo. Béo mà thơm, ngon. Ok, thơm ha. Thơm ừ. Mà 17 đồng phần, mà mới nãy 17 đồng phần á, 17 16 trong 99. 17. Ok. Ngoài ngoài con cái xương của bò bọt nó tủy nó đâu có cái nhiều. Cái tủy rồi. Good, good, good. Cố lên anh em ơi. Giờ ra kênh nè, kênh bà trộm nè. Vô. Xe đi bộ về. Rồi. Vô. Đã quá, đã quá.
Giờ ăn xong rồi chơi trò này, lấy nhúng thử coi độ dầu nó nhiều nè. Úi trời. Dầu nè. Ôi trời. Ôi trời. Ờ. Hai cái bill đâu rồi? Đây nè. Rồi. Đây là hai cái bill. Chắc chắn cháy nè. 293 đồng. Này 428 đồng. Hai bàn là hết 700 mấy chục đồng. 700 mấy chục đồng. Ủa dễ thương vậy. Ngay con mắt nó nhìn mình luôn á. Lạnh chưa, lạnh chưa. Đây là Blackjack xì dách, gọi là xì dách Việt Nam á. Đánh trên bàn máy tính luôn. Hiện tại đang có xì 5. You have 50. 15 điểm. Tính luôn á. Hết là 1 điểm. You have 80. Không, stand 18. Cái này cực. Dealer box. Place your bet, please. 60 tiền, 20 đồng. Đó là chưa. Insurance? You have 12. Cái này có xì dách, không biết có xì dách không, báo mình đi xưa. You have 21. Ồ, ngon. Mày hả mày, tưởng có xì là ngon hả mày. Thắng được 120 là mấy nè, 120 vô nè. You have 40. Đánh mỗi lần giá là 10 đô là khoảng 220 đồng. You bust. Bust. Bị quát á. Dealer has 19. Place your bets please. Một game đang chơi đây. Còn hai kia. Hai này thắng lại thua. Chơi đứt rồi chưa? Đang thắng 50 đồng mà không ấy. Thế mũi rồi. The brand. Come on, dude. Yeah. Yeah. Đó. 20 đô. Break even. Đây này 20 đô luôn hả? Ừ. Ê cái này mà trúng được hai số 28 và 34 đi. Mà như đâu quá. Ai lọc trời không biết luôn. Nhìn mình không biết. Last man please. Gì cha đen cha tôi lên đỏ cho nội. Đen đỏ. Shit. Give me the đỏ. Red. Red. Trời đen. À, này đặt đen vậy anh này. Này ăn tiền uống này. Còn có mấy chục nữa. Đó. I don't have money. Đúng tiền giờ. Trời ơi, màu đỏ. Đen ra hả? Màu đen nhá. Đen. Xong việc. Có nhau rồi màu đỏ chết. Đen đỏ. Red or black? Black man. There's slip man. Black man. Đúng 10 đồng á. Red or black. Black. Này, hai tháng tiền.
Rồi được mấy chục đô luôn. Là gì vậy con? 80 là nay thiếu cái gì? Thiếu 40 trời ơi. Dạ đó.